Kính chào quý vị và các bạn, mời các bạn xem bản tin bị nghiệp quật liệu bí thư Tam Kỳ có thoát hay không. Nghiệp quật là từ mà dân gian hay dùng để chỉ những người làm chuyện ác đến hồi phải trả giá cho hành động của mình. Hay nói một cách khác, đó là gieo nhân ác thì tất có ngày phải gặp quả như vậy. Với các quan chức của Đảng Cộng sản Việt Nam thì hầu hết là họ bòn rút tiền của dân để làm giàu cho cá nhân. Có điều là kẻ thì bị lộ và kẻ thì không lộ mà thôi. Những kẻ không bị lộ luôn cho là mình trong sạch, nhưng rồi nhà cao, cửa rộng, xe sang và cho con học Âu Mỹ đã tố cáo hành động của họ là tham nhũng. Nhân viên biết họ bòn rút nhưng không làm gì được. Trần Nam Hưng, bí thư thành phố Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam nhận lương bao nhiêu mà có tiền cho con đi du học tận Mỹ. Việc có tiền cho con đi du học đã thấy ông đã bòn rút tiền nhà nước đến như thế nào. Ấy vậy mà ông ta còn ngang nhiên dùng ô tô để đưa con ra sân bay Nội Bài, để đưa con đi du học bên Mỹ ngay trong lúc chính phủ ra chỉ thị 16 khắp nơi chống lây lan dịch bệnh, đã dùng ô tô di chuyển bất chấp lệnh cấm là sai phạm rất nghiêm trọng, cần phải xử lý nghiêm khắc. Đây là hình ảnh ông Trần Nam Hưng thứ hai từ trái qua. Quan chức Đảng Cộng sản là những người xem thường dân, đã sai thì không bao giờ chịu thừa nhận mà dùng những lời nào lẽ ngang ngược để giải thích cho hành động sai trái của mình, như là một sự thách thức toàn dân. Để giải thích cho nguồn gốc của những biệt phủ nguy nga được xây cất những đồng tiền bòn rút ngân sách, các quan chức không ngần ngại nói rằng họ chạy xe ôm hoặc là buôn chổi đót mới có tài sản đó. Những quan chức ăn nói ngang ngược như thế là họ ỷ vào pháp luật luôn bảo vệ họ, và quả thật những ông quan chức nói những lời như thế đã không bị pháp luật xử lý. Và cũng mang bản chất như vậy để giải thích cho những hành động chiếm dụng của mình, ông bí thư thành ủy Tam Kỳ, tức là Quảng Nam, Trần Nam Hưng nhận khẳng định việc ông được dùng ô tô đưa con đến sân bay Nội Bài để sang Mỹ du học là không sai. Tuy nhiên, ông căn cứ vào điều luật nào cho phép ông làm như thế thì ông không hề nói. Và ai đã dính đến vụ lạm dụng xe công? Đây là câu hỏi được đặt ra. Trước đó, vào ngày 1 tháng 4 năm 2019, ông Bộ trưởng Bộ Công Thương cho xe công ra tận cầu thang đón vợ, làm mạng xã hội đã dậy lên tiếng nói phản đối. Xe biển xanh, đấy là thuộc biên chế của Văn phòng Bộ Công Thương. Chiếc xe đã vào khu vực bên trong sân bay để đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh. Đến ngày 8 tháng 1 năm 2019, báo chí Bộ trưởng Trần Tuấn Anh đã tự giác thực hiện trách nhiệm nêu gương và có thư xin lỗi lãnh đạo Đảng, Nhà nước, nhân dân và hứa rà soát toàn bộ sự việc. Phía Bộ Công Thương cũng hứa sẽ xem xét vi phạm, xử lý trách nhiệm tổ chức cá nhân để xảy ra sự việc nói trên. Ông Trần Tuấn Anh đã thể hiện một phong cách quan liêu không tôn trọng tài sản của nhà nước. Đây cũng chính là tài sản của nhân dân Việt Nam. Mà tài sản nhà nước là tài sản của công, chứ có phải của riêng công đầu. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh lại đổ trách nhiệm cho thuộc cấp và kỷ luật mức khiển trách và rút kinh nghiệm đối với 3 cán bộ, nhân viên. Nếu không có lệnh của ông Trần Tuấn Anh, thì ai mà có dám tự tiện làm điều sai luật đến như vậy? Tuy nhiên, xã hội đã không chấp nhận và ông Trần Tuấn Anh cũng phải lên tiếng xin lỗi. Đây là hình ảnh ông Trần Tuấn Anh đã phải xin lỗi vì đón vợ sai quy định. Với trường hợp ông bí thư thành phố Tam Kỳ thì khác chi trường hợp ông Trần Tuấn Anh. Tuy nhiên, ông quan đầu tỉnh của Tam Kỳ lại nói rằng ông ta làm không sai. Cũng hành động như vậy, ông Trần Tuấn Anh thừa nhận sai mà ông Trần Nam Hưng lại nói ông không sai. Trả lời báo chí, ông Trần Nam Hưng, bí thư thành ủy Tam Kỳ, Quảng Nam xác nhận việc Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giải quyết kiến nghị cho phép gia đình ông dùng ô tô đưa con ra sân bay Nội Bài. Ông Hưng nói, văn bản được Ủy ban Nhân dân ký vào ngày 10 tháng 8, dự kiến đến ngày 16 tháng 8 tôi đưa con gái đến sân bay Nội Bài để cháu bay sang Mỹ. Việc di chuyển không ảnh hưởng đến các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội vì tôi chỉ đi trên quốc lộ số 1 và không dừng ở địa điểm nào. Bí thư thành ủy Tam Kỳ khẳng định việc tỉnh Quảng Nam ký văn bản gửi các tỉnh thành để công dân có vé máy bay đi nước ngoài là chuyện bình thường và không sai. So với các hành động dùng xe công đón vợ của ông Trần Tuấn Anh thì việc ông Trần Nam Hưng bất chấp lệnh cấm của Thủ tướng là sai phạm nghiêm trọng hơn rất nhiều. Và hành động viện dẫn văn bản để chứng minh vô tội của ông đã được đánh giá như thế nào? Ông Hưng đã nói trước báo chí như sau. Đây là việc bình thường,
tất cả tỉnh thành đều làm như vậy đối với người có vé máy bay đi quốc tế. Vào ngày 11 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải cũng có văn bản gửi các tỉnh nói về việc tạo điều kiện cho người có vé máy bay đi nước ngoài được di chuyển. Vào ngày 10 tháng 8, Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng có văn bản thống nhất để ông Hưng sử dụng ô tô đưa con gái di chuyển từ Quảng Nam đến sân bay Nội Bài. Việc di chuyển sẽ bắt đầu từ ngày 15 hoặc 16 tháng 8, thời gian dự kiến di chuyển trong 3 ngày. Thành viên đi trên xe gồm có 4 người. Tỉnh Quảng Nam có văn bản gửi các tỉnh thành như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nam, Ninh Bình, Hà Nội tạo điều kiện thuận lợi để ông Hưng và 3 người khác được đi qua chốt kiểm dịch COVID-19. Vào ngày 11 tháng 8, Bộ Giao thông Vận tải cũng có văn bản gửi các địa phương về việc hỗ trợ người có vé máy bay đi nước ngoài đến cảng hàng không quốc tế thực hiện chuyến bay. Ông Hưng nói rằng văn bản nêu rõ người có vé máy bay đi nước ngoài di chuyển phải thực hiện đảm bảo nguyên tắc một người đi một xe, không đi chung xe với người khác trừ trường hợp nhiều người cùng sống trong một gia đình và có vé máy bay ra nước ngoài trên cùng một chuyến bay. Đây là hình ảnh hàng loạt bài báo trên báo Nhà nước Việt Nam đã bị gỡ đi. Câu hỏi rất lớn về thế lực của bí thư thành phố Tam Kỳ. Vào ngày 12 tháng 8, ông Trần Nam Hưng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Tam Kỳ, Quảng Nam xác nhận, Ủy ban Nhân dân tỉnh này vừa có văn bản gửi Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố giải quyết kiến nghị cho phép gia đình ông dùng xe ô tô chở con gái đi sân bay Nội Bài. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cho phép ông Trần Nam Hưng được sử dụng xe ô tô đưa con gái ruột di chuyển từ Quảng Nam đến sân bay quốc tế Nội Bài để bay sang New York, Mỹ vào ngày 17 tháng 8 để nhập học. Xe xuất phát tại thành phố Tam Kỳ vào ngày 15 hoặc 16 tháng 8, sau đó quay về Quảng Nam. Dự kiến thời gian đi và về là 3 ngày theo đề nghị của ông Hưng. Những người sẽ đi trên xe gồm ông Hưng, con ruột ông Hưng và hai lái xe. Kính đề nghị Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố như Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế và các tỉnh khác quan tâm chỉ đạo các đơn vị chức năng tạo điều kiện thuận lợi để ông bà có tên theo danh sách được qua các chốt kiểm soát phòng chống dịch COVID trên địa bàn, văn bản đã nêu trên. Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam cũng yêu cầu những người có mặt trên xe thực hiện nghiêm yêu cầu 5K, khai báo y tế, xuất trình cả báo cáo kết quả xét nghiệm COVID-19 âm tính do cơ quan có thẩm quyền cấp trong thời gian 3 ngày. Những người trên xe phải tuân thủ nguyên tắc 2 điểm, 1 tuyến, cam kết thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch COVID của cấp có thẩm quyền và chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Và những vấn đề bất thường để chống chế cho hành động vừa rồi, ông Trần Nam Hưng đã viện rất nhiều quy định đưa ra. Tuy nhiên, câu hỏi mà cộng đồng mạng đặt ra là nếu ông làm việc đúng luật thì tại sao khi báo đã đăng lại cho rút xuống chỉ sau có 1 giờ? Nếu anh làm đúng thì tại sao anh phải vội vã giấu nó đi? Việc hàng loạt báo đã rút bài cho thấy thế lực của ông Bí Thư Tam Kỳ không phải là nhỏ. Phải có tác động vào ban tuyên giáo thì hàng loạt tờ báo mới tuân thủ cho được. Đây là hình ảnh ông Nguyễn Xuân Phúc là đồng hương Quảng Nam của ông Trần Nam Hưng. Việc đưa con đi du học nếu báo chí không tiết lộ thì không ai biết. Vậy ai đã đưa tin này lên? Thế lực đứng đằng sau mẩu tin đăng này là ai? Thì là thế lực muốn triệt hạ ông Trần Nam Hưng. Điều đó cho thấy có người muốn quật ông Hưng. Tuy nhiên liệu rằng có quật được hay không thì còn phải chờ. Chiếc ghế Bí thư Tam Kỳ chỉ là chiếc ghế quan đứng đầu một thành phố trực thuộc tỉnh. Tuy nhiên nơi đây lại là quê hương của ông Nguyễn Xuân Phúc. Không biết liệu có liên quan hay có thế lực gì ở Trung ương đỡ đầu hay không? Và liệu rằng ông Trần Nam Hưng có thoát khỏi nghiệp quật hay không? Thì còn phải chờ và thời gian sẽ trả lời. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa Thời báo chấm đê với bản tin bị nghiệp quật liệu Bí thư Tam Kỳ có thoát hay không? Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo chấm đê để cho mọi người cùng biết. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới.